Xin chào, anh em đang theo dõi kênh điện mặt trời của Shop Sun Min. Hiện tại thì kỹ thuật bên em vẫn đang tiếp tục lắp đặt những bộ pin lưu trữ và những cái tủ điện năng lượng mặt trời cho khách hàng. Ở đây hôm nay bên em có về hàng một số pin lithium sắt phosphate phát 3,2V, 100Ah và 50Ah. Ở đây mấy cái thùng anh em vừa khui ra để kiểm tra hàng và có lắp đặt một số cái khối pin cho khách hàng. Đây em quay sơ qua một tí nhé, sẽ quay chi tiết ở phần này sau. Hôm nay thì em sẽ mượn một cái cục pin 100Ah này. Cục này là vừa hoàn thành xong rồi nhé. 4 cell 3,2V 100Ah, chúng ta sẽ được 12V 100Ah, sẽ kết hợp với một cái tủ điện của khách hàng ngày hôm nay. Hôm nay có một cái tủ anh ấy đặt cấu hình này thì khách hàng đã có ắc quy rồi, thì chỉ đặt bên em là cái tủ điện năng lượng mặt trời như thế này, kết hợp với 3 tấm pin năng lượng mặt trời 200W nữa. Thì bây giờ là xem nào, gần 3 giờ chiều rồi nhé. Em sẽ kết hợp với cái tủ này với 3 tấm năng lượng mặt trời 200W. Bên kia là những tấm 200W này. Và mượn tạm cái khối pin này. Khối này là của một khách hàng khác, bởi vì là khách hàng mà đặt tủ thì người ta có quy rồi. Em sẽ dùng chính cái khối pin này để đấu nối vào với cái tủ này và 3 tấm pin năng lượng mặt trời 200W để chia sẻ với mọi người trong ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng đem cái tủ này và những tấm pin ra ngoài kia, ngoài chỗ có nắng để test cho mọi người xem. Ngoài này tầm này là gần 3 giờ rồi, vẫn đang có nắng. Em lát nữa em sẽ để 3 tấm pin 200W ở đây luôn nhé. Kéo dây dẫn vào với cái bộ này, để cái tủ này lên đây nhé. Đây là 3 tấm pin năng lượng mặt trời 200W mọi người này, đang để tạm ở đây nhé. Tấm bây giờ là tấm công nghệ mới 9.3 của Solar Fancy này, tấm những tấm mono nhé. Bên em sẽ để đây và kéo dây dẫn qua cái bộ kia. Ở đây em có chuẩn bị một đoạn dây dẫn này, và để kết nối song song 3 tấm thì chúng ta sẽ cần một cặp jack 3. Đây chúng ta sẽ cần jack 3 như thế này nhé. Mở ra đi, mở ra cắm cả 3 tấm lại với nhau nhé. Giờ này 3 giờ rồi nhưng cũng khá là nắng. Đây chúng ta sẽ có những cái jack 3 như thế này để đấu song song 3 tấm lại với nhau này. Để đấu song song 3 tấm thì chúng ta chỉ việc cắm qua cái jack này thôi. Trộm 3 dương lại với nhau này, 3 âm lại với nhau này. Thì nó chỉ xuống một dây xuống như thế này nữa thôi. Rồi bây giờ bên em sẽ cắm vào nhé. Cứ lấy một cái của tấm này, một cái của tấm kia cắm vào là được thôi. Rất là dễ khi mà chúng ta có cái jack này. Đấy, như thế này là 3 tấm đã chung nhau này. Nó thành một tấm, nó giống như thành một tấm 600W, nó đi xuống như thế này này. Ở đây em đang quay ngoài trời nên là gió lớn. Mọi người có thể xem video cảm thấy hơi ồn một tí nhé, thông cảm giúp em nhé. Đây gió rất là to này. Rồi trước khi mà đấu pin mặt trời vào ấy thì chúng ta phải kết nối với pin lưu trữ trước. Bộ này thì anh ấy có ắc quy rồi, nhưng mà ở đây em dùng tạm cái pin lưu trữ của bên em sẽ kết nối với cái bộ này nhé. Mọi người lưu ý giúp em là những cái hệ thống độc lập kiểu như thế này ấy, thì chúng ta luôn luôn kết nối bình ắc quy lên trước, sau đó mới kết nối pin mặt trời vào nhé. Hiện tại bình ắc quy em đang sử dụng ở đây là một cái bình lithium sắt phosphate ghép từ 4 cell 100Ah 3,2V, thì chúng ta sẽ được một hệ là 12V 100Ah này, đang kết nối lên cái CB. Bên em làm tủ cho khách hàng thì cái CB bên phải luôn luôn là kết nối từ ắc quy lên, và CB bên trái là kết nối từ pin mặt trời xuống nhé. Bộ này thì anh ấy đặt với cái điều khiển sạc là 60A, mã là HP2460. Anh em có thể dùng sạc 30A cũng được, nhưng mà ở đây khách dùng luôn cái sạc 60A để sau này có thể nâng cấp thêm pin. Bộ này lắp tối đa cho hệ 12V là 4 tấm 200W, kết hợp với một cái kích xin chuẩn 1500VA của Shure. Mọi người cũng có thể tham khảo qua những cái kích của CN Bao mà bên em trong thời gian qua đã lắp những cái tủ cho khách hàng. Vẫn là cái mẫu thiết kế như các đợt này, một sạc, một kích, hai cái CB.
Và đầu ra thì bên em có làm cho khách hàng dạng đây cho mọi người xem nhé, ổ cắm AC đầu ra này, ổ cắm âm tường nhìn nó rất là thẩm mỹ, và ba cái rắc DC như thế này, hai cái cọc bình DC để chúng ta sử dụng tải 12V, tất cả lắp đặt trong một cái tủ rất là gọn gàng này, có thể đóng mở và di chuyển được đó. Trên này thì có một ống siết cáp để chúng ta có thể đấu dây từ pin mặt trời xuống, cái cục pin đang để ở đây nhá. Rồi bây giờ em sẽ bật cái át này lên này. Những cái bộ độc lập thì chúng ta nhớ cho em là đấu từ ắc quy lên trước nha. Sau đó bật cái át này lên. Rồi nếu có pin mặt trời thì mới đấu vào đây. Còn ví dụ buổi tối không có pin mặt trời thì chúng ta cứ để như thế, sử dụng từ ắc quy ra bình thường thôi. Khi mà chúng ta bật lên ấy, thì cái điều khiển sạc nó sẽ nhận diện cái mức điện áp của bình ắc quy hiện tại đang là 13,2V này. Cái kích này thì nếu mà muốn nó có điện ra cái ổ cắm này ấy, thì chúng ta bật thêm một cái công tắc ở đây nữa nhé. Đó, khi mà chúng ta bật công tắc như thế này thì cái ổ cắm này có điện. Bây giờ em sẽ thử test tải một số tải cơ bản nhé, trước khi mà đầu nối pin mặt trời vào. Thử tải DC 12V trước mọi người nhé. Một số tải DC ở đây chúng ta sẽ sử dụng bóng đèn và quạt 12V nhé. Tải DC thì chúng ta sẽ chỉ việc cắm vào đây này, hoặc là kẹp vào cái cọc này là được nhé. Bây giờ em sẽ đấu vào để test cho mọi người xem. Những cái bóng đèn này thì bên em có bán kèm luôn, bóng ngắn là 35.000, còn bóng dài 1 mét là 65.000 nhé. Cắm vào thì chúng ta bật thêm một cái công tắc ở trên này, cái nút này đóng vai trò như công tắc thì những cái đèn kia nó sẽ sáng. Ở đây em quay ban ngày nên là chúng ta không cảm nhận được cái độ sáng của đèn, thực tế thì buổi tối những cái đèn này nó tương đối sáng. Chạy hệ 12V này, đây đang ba cái đèn này, kẹp cái quạt kia vào luôn nhé. Quạt này cũng chạy 12V nhé, còn nếu mà quạt 220V thì sẽ cắm ở trên cái cổng này. Đây quạt kẹp, những cái quạt kẹp bình ắc quy ấy. Đó, chúng ta sẽ lấy ra từ cái cổng tải này. Bộ này thì hoàn toàn có thể sử dụng tải cả 12V và 220V. Tải 220V thì chúng ta sẽ lấy ở trên ổ cắm này nhé. Sẽ ở đây bên em có những cái thiết bị tải cơ bản ở đây trong gia đình. Ví dụ như quạt hơi nước này, hoặc là chúng ta có thể dùng quạt cây này, nồi cơm điện này, máy cắt cầm tay này. Với cả ở đây có cái bóng đèn 220V nhé. Thử cái bóng đèn nhỏ này trước này, cắm vào cho mọi người xem nhé. Nếu mà chúng ta sử dụng nhiều thiết bị hơn có thể kéo từ cái ổ cắm truyền kia ra. Còn ở đây em đang test tải một số cái cơ bản như thế này thôi. Thử luôn cả cái máy cắt cho mọi người xem nhé. Máy cắt này thì khoảng 650W, so với cái công suất của con kích thì nó hoàn toàn có thể kéo được. Những cái kích mà bên em làm cho khách hàng là những cái kích công suất thực của Suơ và Xiên Bao. Ở đây em sẽ thử luôn. Chạy máy cắt hoàn toàn bình thường nhé. Em bật máy lên đi xem nó sẽ giảm điện áp này. Đó, khi mà chúng ta kéo tải mà công suất hơi lớn một tí thì cái bình nó sẽ sụt áp xuống. Lát nữa tải nồi cơm cho mọi người xem thì cái bình nó còn sụt áp hơn nữa. Bây giờ sẽ thử cái quạt hơi nước kia nhé. Những cái kích này là kích xin chuẩn nên những thiết bị chạy có động cơ như quạt hoặc là tủ lạnh thì nó chạy hoàn toàn bình thường. Còn những cái mô phỏng hoặc là sóng vuông thì không thể chạy được mọi người nhé. Chúng ta có thể lắp đặt ở những khu vực chưa có điện lưới này, chỉ sử dụng tải một số cơ bản như thế này thôi. Những cái thiết bị công suất lớn như điều hòa hoặc là bếp từ là không sử dụng được với bộ này mọi người nhé. Chúng ta cần những hệ thống hybrid công suất lớn hơn. Ở đây là những cái bộ độc lập nhỏ gọn phục vụ nhu cầu cơ bản như đèn, quạt, tivi, rồi là nấu cơm. Đây, bật cái quạt hơi nước cho mọi người xem này. Quạt hơi nước thì nó công suất lớn thường gấp 3, gấp 4 lần so với những cái quạt cây thông thường. Cái quạt hơi nước này mà nó đã chạy được thì những cái quạt cây thì em không cần phải test nữa nhé. Chạy rất là chạy hoàn toàn bình thường này. Tải lớn thì nó mới sụt áp nhiều, còn tải nhỏ thì nó không đáng kể. Đó, bây giờ vẫn còn 12,9 này. Bây giờ sẽ cắm cái nồi cơm này vào cho mọi người xem này. Cắm nồi cơm này công suất thực là 700W luôn nhé. Em đã có rất nhiều video test với cái nồi cơm này rồi. Hôm nay chúng ta cùng test với cái bộ này luôn. Đây mọi người để ý nhé. Cắm vào này, bật công tắc nồi cơm lên này. Khi mà nó vừa kéo tải nồi cơm, vừa kéo tải cây quạt hơi nước. Đó, bình ắc quy lúc này của chúng ta sụt áp xuống còn 12,1V thôi. Trong những lúc mà chúng ta tải lớn như thế này nên có năng lượng mặt trời bổ sung vào. Còn ở đây em đang test thử nên là chưa đấu pin, lát nữa em sẽ đấu pin vào nhé. Đây cho mọi người xem, nó đang chạy tải cùng lúc các thiết bị như thế này này. Nồi cơm này, một cây quạt hơi nước này, lúc nãy vừa test cả máy cắt cầm tay.
Đây là quạt 12V và những bóng đèn 12V đang chạy độc lập hoàn toàn với cái bộ này. Chúng ta có thể dùng ở những khu vực mà chưa có điện lưới, hoặc là ghe tàu nương rẫy, hoặc là thiết kế trên mobile home. Chúng ta có thể gắn trên những cái mobile home nhà di động mà chúng ta chế ra để làm những cái bộ như thế này, phục vụ nhu cầu cơ bản như thế này. Đây đang kéo tải từ cái cục lưu trữ 100Ah này ra nhé. Acquy hiện tại này nó còn 12V. Đây, quay xa cho mọi người xem một tí, đang chạy tải các thiết bị như thế này. Rồi bây giờ bên em sẽ ngắt tải và đấu pin mặt trời vào cho mọi người xem nhé. Đấu pin mặt trời thì chúng ta sẽ đấu vào đây. Ở đây là hai cái dây từ pin mặt trời xuống mọi người này. Chúng ta lưu ý bên này dương, bên này âm nhé. Thì chúng ta sẽ cắm cái dây phía bên này. Đây, cái dây dẫn của pin mặt trời. Lúc này chúng ta đã đấu song song 3 tấm rồi thì nó chỉ còn hai dây xuống thôi. Chúng ta chỉ việc cắm vào đây nữa là được này. Ở đây là em đang có 3 cái tấm, khách hàng đặt 3 tấm 200W. Đó, đã đấu song song cả 3 tấm rồi thì nó hai dây xuống đi vào đây nhé. Đây mọi người này, tầm này em vừa quay lúc nãy tới giờ là bây giờ là hơn 3 giờ chiều rồi. 3 tấm pin đang để ở đây nhé. Rồi theo dây dẫn vào đây này, chúng ta sẽ bật cái CB này lên. Mọi người để ý giúp em nhé, khi mà chúng ta bật cái CB này lên ấy, thì nó sẽ chuyển từ trạng thái mặt trăng qua trạng thái mặt trời, và biểu tượng hình tấm pin mặt trời có mũi tên chỉ vào là đang nạp này. Đang nạp cho acquy thì điện áp lúc này nó sẽ tăng cường bổ sung lên. Chúng ta xem cái điện áp từ pin mặt trời qua bộ điều khiển sạc bây giờ là 14,3V. Dòng nạp hiện tại đang là 23A cho 3 tấm. 3 tấm này lúc mà nắng tốt ấy, thì nó sẽ đạt tầm từ 30 đến 32A. Mỗi tấm là đạt hơn 10A. Còn bây giờ em đang test là buổi chiều rồi, nên là nó đang thu được 23A này. Đây là điện áp bình acquy hiện tại. Bên này là dòng tải. Dòng tải là em đã ngắt hết tải DC rồi. Nếu chúng ta cắm tải DC thì cái phần dòng tải này nó cũng báo tương tự như dòng nạp ấy. Đây là tổng số thu được AH này. Thì hiện tại mới kết nối nên nó tính đang bằng 0. Cái này nó sẽ tính tổng theo thời gian chúng ta sử dụng. Càng nhiều thì nó sẽ tổng lại được càng nhiều. Đây là tổng đã tải ra này, cũng đang bằng 0 AH nha. Nhiệt độ hiện tại đang là 32 độ C. Cái chế độ 15 này là chế độ đóng ngắt thủ công bằng tay. Nếu nó đang ở chế độ 16 thì chúng ta có thể bấm để chọn qua 15 này. Em đã có video hướng dẫn rồi. E0 là không có lỗi này. Nó sẽ có các mã lỗi từ E1 đến E10. Đây, trở lại màn hình chính của nó. Vẫn đang nạp này. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó vừa nạp vừa tải nhé. Khi mà những cái hệ thống mà tải lớn ấy, thì chúng ta nên tăng cường nạp bổ sung như thế này. Và tải cùng lúc. Tải DC thì chúng ta sẽ bấm ở trên này này, đó. Tải AC thì sẽ cắm ở trên cái ổ cắm kia nhé. Cắm cái nồi cơm này cho mọi người xem này. Đó, mọi người có thể thấy cái lúc mà chúng ta chưa kết nối pin mặt trời vào ấy, nếu mà chúng ta tải cái nồi cơm thì nó sẽ rụt áp acquy xuống còn có 12V. Còn bây giờ nó có năng lượng mặt trời hỗ trợ vào thì vẫn còn điện áp đang là 12,7V này. Đó, ra tải DC là nó sẽ di chuyển ở bên này nhé. Còn nạp vào thì nó sẽ di chuyển cái mũi tên ở đây. Chúng ta sẽ xem lại các thông số một lần nữa này. Điện áp này, dòng này 23,5A này. Điện áp acquy hiện tại này 12,6V này. Dòng tải này, dòng tải lúc nãy bằng 0 bởi vì chúng ta không kết nối DC. Còn bây giờ là hơn 4A này. Nó đang báo tải cho 3 cái bóng đèn và một cái quạt này. Dòng tải hiện tại đang là 4A. Đây mọi người có thể thấy khi mà chúng ta tải với công suất lớn thì cái kích nó bắt đầu làm việc này. Quạt tản nhiệt bên em đã khoan lỗ tản nhiệt ở bên này cho khách hàng. Thì khi mà cái kích nó làm việc ấy, nó sẽ đẩy hơi nóng ra bên ngoài. Đây, những cái này lúc nãy em có vừa nói qua rồi. Đó, hôm nay chia sẻ với mọi người một cái bộ điện năng lượng mặt trời độc lập của một khách hàng như thế này. Kết hợp giữa cái tủ có kích 1500 VA của Sure, một cái sạc HP 2460
và 3 tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi tấm có công suất là 200W đang mắc song song ở đây. Những tấm này công nghệ mới bây giờ là công nghệ 9+3 của Solar Fancy, phân biệt với những tấm công nghệ cũ là công nghệ 5+3 mọi người nhé. 3 tấm nó mắc song song ở đây này. 3 tấm này thì khách hàng có thể sử dụng với cấu hình acquy lưu trữ từ 200Ah đến 300Ah. Còn hiện tại em đang test trong video ngày hôm nay là sử dụng cái bình 100Ah thôi. 100Ah thì chúng ta có thể sử dụng 1 đến 2 tấm cũng là phù hợp, tùy theo nhu cầu sử dụng của chúng ta mà cân đối cho tương thích với hệ thống nhé. Còn chi tiết với cái bộ này ấy, thì em sẽ để phần mô tả cho mọi người vào tham khảo. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ với bên em qua số Zalo 0375122365 mọi người nhé. Rồi video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.